Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 10 tháng 1 và ngày mai 11 tháng 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. Vì vậy, thời tiết 24 giờ qua phổ biến ngày nắng không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C. Hiện tại, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường xuống phía Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết tại Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của áp cao lạnh tiếp tục được tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, gió Đông Bắc có xu hướng tăng nhẹ về cường độ. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực tỉnh Kiên Giang. Tại trung tâm thành phố Rạch Giá, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đạt cường độ cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực thành phố Hà Tiên có mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ, ban ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 cho đến 31 độ. Các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, gió đông đạt cường độ cấp 2, nhiệt độ từ 24 cho đến 31 độ. Khu vực Tân Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Riền có mây thay đổi, đêm không có mưa, sáng sớm trời se lạnh, ban ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ 22 đến 29 độ. Các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng có mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, gió đông cường độ cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tại thành phố Phú Quốc có mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C, gió đông nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng dưới 1,5 m, biển bình thường. Vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, độ cao sóng dưới 1,5 m, biển bình thường. Khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, gió đông nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng dưới 1,5 m, biển bình thường. Thời tiết tại Vịnh Thái Lan có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.